trò rồi hả con? Một cái một thôi. Bảo nó một cái một thì cũng lấy đúng một cái nó lên. Một cái một thôi, một thôi, một thôi con. Một lá thôi, tốt. Bằng ấy đủ rồi. Chim nó có biết ăn lá đâu mà con thả lá vào chuồng chim làm gì? Con chim nó với nó mổ cái lá là sướng. Thôi bằng cái lá đủ rồi, bây giờ con rút lá ở trên chuồng chim xuống. Con rút lá ở trên chuồng chim xuống. Rút lá xuống. Bây giờ rút lá xuống. Đấy, bây giờ rút lá ra. Ok. Sau tí nó xuống lại nhặt lên xong bỏ vào. Đấy, chơi thế thôi, không có vặt hết của ông bây giờ. Làm sao hả con? Nó zoom ông dừng tùng đua. Thế thôi bây giờ dừng không chơi nữa nhá. Nghỉ nữa nhá. Mong mong làm sao? Nó mổ cho cái là thôi không chơi nữa nhá. Ông già Noel nay lại vặt hết cả cái cây lá cây của ông như thế kia, bao giờ không ông già Noel? Làm sao? Làm sao? Cây chim nó mổ. Con nhảy xuống. A đơ thoa. A đơ thoa xuất tê. 1, 2, 3 nhảy. 1, 2, 3 dăm. Má mong làm sao? Nói rõ mẹ nghe em nào. Con gọi mẹ ơi, con yêu mẹ. Nói đi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Ôi giời, ôi giời. Cái bài này bài gì đấy? Cái miệng của con đâu, tại sao con không biết nói à? Lu đi ra.